Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Tôi rất vui vì được gặp lại anh em trong cái buổi tối ngày hôm nay. Anh em thân mến, cái ngày hôm qua nó đã có một cái update mới ở trong cái trò chơi Auto Chess Mobile. Và tôi cũng đã ra một cái clip sớm trong cái buổi tối sau update. Tuy nhiên là cái khoảng thời gian mà tôi được tìm hiểu trò chơi cũng như tôi chơi nó còn quá ít. Nên là cái video ngày hôm qua tôi đã chưa đánh giá hết được cái sức mạnh của cái con tướng Fallen Witcher sau khi mà nó đã được làm lại. Chính vì thế cái video ngày hôm qua ấy, nó chỉ là những cái đánh giá sơ bộ cơ bản về con tướng Fallen Witcher trong cái meta mới. Và tôi đã hứa với anh em, đấy, có hứa với anh em là tôi sẽ tìm ra cái đội hình mà nó có thể kết hợp được với Fallen Witcher, tạo thành một cái đội hình mạnh nhất khi mà kết hợp nó với nhau. Đấy thì tôi đã mất thời gian ngày hôm nay để tôi tìm hiểu và tôi đã tìm ra được rồi. Đấy nên hôm nay tôi buổi tối nay tôi giới thiệu luôn cho anh em ở trong cái clip này nha anh em nhá. Anh em sẽ xem cái clip này và đánh giá xem là liệu rằng là cái meta này mà chơi như thế này đấy, trong cái đội hình mà tôi giới thiệu cho anh em liệu là có ok không. Đây thì vẫn là trong cái giai đoạn mà tìm hiểu và đánh giá thôi. Nhưng mà đối với tôi thì tôi chơi tổng cộng là đã test thử 3 trận và rất là ok nha anh em nhá. Toàn top thôi, toàn top thôi. Ít nhất là top 3 đấy. Nên là anh em yên tâm, anh em có thể thử và làm theo. Biết đâu nó cũng lại được xếp vào cái hàng bí ký của tuần cơm thì làm sao. Ghi danh sử sách. Đấy, để xem là liệu rằng là nó có ok không. Nếu mà chơi theo cái kiểu của tôi nha anh em nhá. Rồi, đầu game thì để tôi tính toán để làm nào để có thể giữ máu tốt nhất. Sau đó chúng ta sẽ form đội hình ở giai đoạn giữa game nha anh em nhá. Tôi nghĩ đây là một cái đội hình mạnh ở giai đoạn giữa game. Không hoàn toàn là mạnh ở late game đâu, nhưng mà giữa game thì có vẻ rất là ok đấy. Và nếu mà chúng ta kết thúc game đấu sớm thì có thể chúng ta sẽ giành được top 1. Nếu mà không gặp những cái bộ siêu late, đánh siêu late thì có thể là giành được top 1. Đấy, còn ví dụ như gặp những cái line up siêu late như là 9 Hunter hoặc là những cái line up như là 9 Assassin thì cũng chưa biết đấy anh em nhá. Chưa biết ai ăn ai đấy, chứ cũng không phải là yếu, không phải là yếu hơn thua. Nhưng mà nếu mà đánh ở cái giai đoạn mà tầm khoảng round 35 đến 40 thì vẫn rất là ok, có thể được top 1. Ok, đồ này thì có vẻ là hơi sai một tí so với cái đội hình mà tôi mong muốn, nhưng mà không sao. 3 Goblin đầu game cũng được, đồ này cũng vẫn chơi được, đánh chuỗi thắng được nhá anh em nhá. Ghép được cái gì thì ghép thôi. Ok, tôi thì tôi mong muốn là đầu game của 3 Hunter hơn. Đấy, nhưng mà nếu mà chơi Goblin Mech cũng ok, cũng không sao hết. Có thể kết hợp các cái con Mech với nhau để chiến thắng thì có công nghệ Mech Drone. Thế nên là tôi muốn ghép đồ sớm. Không được rồi. Hỏng. Mày đỏ thế nhờ. Hai con 2 sao ở round 4 á. To thật. Không ổn à, ghép đồ này hơi sai, ghép đồ hơi sai. Nếu mà nó có cái chén thánh đầu game thì kiểu dạng như này tôi ghép được chén thánh có khi ngon hơn. Giáp xoay này có vẻ không ổn lắm. Chết rồi, bài này xấu rồi này, bài xấu rồi, xem nào. Mạnh lắm, đối thủ mạnh lắm anh em ơi. Nhìn thằng nào cũng to, không được rồi, không ổn rồi. Bài như này thì làm sao mà đánh được đây. Chưa có 3 mech đúng không? Rồi, một round nữa. Nếu mà round này mà tôi thua và round sau tôi không có con nào lên 2 sao ấy thì chắc là tôi sẽ phải bán hết bài đi đấy. Tôi sẽ eco nha anh em nhá. Chắc là eco. Nhìn tức sức mạnh tương quan là biết là thua. Đối thủ rất mạnh luôn. Các đối thủ toàn có 2 sao rồi thôi anh em ạ. Mà có CLG mạnh nữa. Các cái CLG như kiểu đỏ với cả những cái CLG mà có kẹp Fallen Witcher đầu game rất mạnh. Hunter cũng là những cái CLG mạnh ở giai đoạn đầu game. Nên là giờ chúng ta không có một cái con 2 sao với bộ mech khả năng đánh chuỗi thắng để mà có kiếm công nghệ là rất khó. Ui, rào này mà lại còn bị đẩy nhiều thế này. Chết đi bạn ơi. Chưa đi nhanh lên. Nốt. Ui rồi ôi. Vẫn cố đẻ thêm con nữa.
Không ổn rồi, bài yếu quá. Ra mỗi round một kiểu anh em ơi. Chả nhẽ lại cho Greeter vào đánh Greeter. Không anh em ơi, đồ này đánh Greeter cái gì? Đồ này đánh Greeter thì cũng yếu. Không được anh em ạ, đồ này là đồ bắn trưởng, không phải là đồ đánh tay. Đồ này là đồ tôi xác định là đánh công nghệ mech ấy, đánh Goblin mech đầu game là tôi ghép đồ bắn trưởng rồi. Thôi giải tán anh em ơi, tạm thời để tôi đấy. Ui rồi ôi, một quyết định chính xác của tôi, tí lửa thì coi như nó đẩy cho một đống luôn. Bình tĩnh nhá, đây nó không phải là chúng ta eco trắng đấy, cứ bình tĩnh. Đây là chúng ta không hề eco trắng mà là chúng ta đang đợi bài để mạnh để cho vào anh em nhá. Đây từ từ bình tĩnh, tôi mua những cái con mà nó cần thiết để chúng ta, tí nữa bài mạnh một phát là tôi bỏ bài lên luôn đấy. Còn bây giờ chưa bỏ được, bỏ bây giờ ấy là bị đẩy đấy. Có rất nhiều những cái con Skull Hunter này, con sâu này. Đấy, là những cái con có thể đẻ được Whisper Seer các kiểu các thứ. Tốt nhất là không nên cho bài vào anh em ạ. Có nhà nó 4 đỏ kẹp với cả Skull Hunter kẹp với cả heo rồi. Đấy, nên là không cho bài vào được anh em nhá. Cho bài vào thì phải có đam cơ, đam kết liễu ấy. Ví dụ như là 3 Assassin này, là ở level 4 là 3 Assassin kẹp gấu được này. Đấy, vừa giữ máu lại vừa câu gấu. Hoặc là 3 Hunter kẹp gấu. Đấy, nhưng bây giờ tôi chưa có 3 Hunter nhá. Đấy, nên là bây giờ từ từ anh em ạ. Bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Để như này mất ít máu hơn. Để như nào mất ít máu hơn thì đấy nó là cái tối ưu nhá anh em nhá. Từ từ đã. Ở đây là tôi thấy có hai con, hai con Heaven Bomber là mua được. Đấy. Anh em thấy không? Tôi bỏ ra là chuẩn luôn. Đây là round này mà nếu mà tôi bỏ bài vào là tôi mất sẽ rất nhiều máu, nên phải bỏ bài ra. Đây này, đấy, ok nhá. Đây nhá, nhìn này. Cái bài như này này là chúng ta có thể bỏ bài vào khi mà chúng ta có đam. Anh em nhá. Đây, tôi bỏ bài vào. Tôi ngại gì đâu. Đấy. Bỏ bài vào luôn. Không phải là bỏ trắng mà là bỏ trắng là để mất ít máu hơn, chứ không phải bỏ trắng là để mất nhiều máu hơn nhá anh em nhá. Bỏ trắng mà mất ít máu hơn thì chúng ta cũng lên bỏ trắng. Đấy, còn nếu mà bỏ trắng mà mất nhiều máu hơn thì đừng có bỏ trắng. Như là cái bài này bây giờ nhá, là tôi là có thể đáp được với cái lượng đam từ con Heaven Bomber. Nên là tôi sẽ để cái con Heaven Bomber này vào nhá. Rồi. Có một cái con tăng cơ phía trên nó chính là con rồng. Nên là tôi từ từ đã, tôi lấy cái đồ cho con rồng. Đây cái đồ này cho con rồng nó tăng này. Đấy, con rồng này nó tăng rất khỏe nhá, không yếu đâu. Nó là cái con tăng cơ rất khỏe giữa đầu game đấy. Cái bọn Hunter mà chơi là rất là muốn là có cái con rồng này nó làm tăng cơ ở phía trên. À, nếu mà chơi Hunter đầu game thì con rồng này nó ở phía trên nó uy tín lắm. Đấy nha anh em nhìn nhá. Đấy gặp thằng này là tôi sẽ có một cái con rồng phía trên để tăng cơ. Đấy vừa giáp xoay luôn. Đấy trong lúc đấy thì có thể tung trưởng tên lửa phía dưới. Đấy giết được một vài con. Đấy không? Đấy ui được quá luôn bạn ơi. Ui vớ vẩn thắng này. Không. Ừ chưa muốn thắng. Thắng luôn đấy hả? Dã man thật sự. Thôi không sao. Thắng luôn đi thôi, chơi thua thắng luôn. Không vấn đề gì. Tôi tưởng vẫn thua. Thì được, chơi thua thắng nhá. Thì bây giờ nếu mà thắng rồi này. Thắng rồi thì tôi lại bây giờ ở đây tôi có sẵn cái con unicorn đúng không? Ok, giờ bây giờ tôi up cái con unicorn này lên 2 sao cho vào luôn. Đấy. Không ngại anh em ơi. Tôi không phải là đánh chơi thua. Đấy, tôi nói từ đầu rồi mà. Tôi nói từ đầu là tôi không bao giờ tôi đánh lại thua luôn. Tôi khẳng định với anh em luôn. Chỉ là khi nào bài tôi mạnh là tôi mới cho bài lên thôi. Đấy nha, bây giờ tôi up luôn 6 cho luôn lên. Đấy, anh em thấy không? Bài này nó là bài tôi lấy đồ ban đầu là đồ bắn trưởng mà. Chính vì thế là nó bây giờ thoải mái luôn, bắn trưởng, khỏe mà. Đấy nha, nhìn thằng này có ăn được không nhá. Vớ vẩn là tôi ăn được thằng này cơ anh em ạ. Xét về mặt tương quang lực lượng là có khi là tôi lại còn ăn được thằng này đấy. Bắn trưởng kinh lắm. Rồng tăng cơ phía trên rồi nhá. Đấy, tên lửa bắn đằng sau. Hay không? Ui rồi anh em ơi, khỏe luôn. Được quá nhờ. Vớ vẩn này còn đánh được chưa thắng ấy nhá. Đây rồi, cây rồi, bình tĩnh nhá. Đây nhá, từ từ nhá. Để xem bây giờ form này, nếu mà bây giờ thêm một con Hunter nữa thì ngon. Thêm con Hunter nữa lên 7 kẹp 3 Hunter. Đấy, đánh được chưa thắng luôn đấy anh em ạ. Không nhất thiết là phải là 6 Hunter đâu. Nhiều khi là chúng ta chơi nhưng mà Hunter hệ bắn trưởng ở giai đoạn đầu game cũng ok. Đấy, nếu mà chúng ta có đủ cái lượng mana. Rồi, tôi tính xem là ở round 11 được gặp ai nhá. Xem là gặp cái thằng nào chưa gặp.
đánh giá tương quan lực lượng để còn biết cách mà up hay là không up. Cái round 11 này là một cái round đặc biệt mà chúng ta có thể biết trước là đối thủ chúng ta gặp ở cái round sau. Đấy, Hoàng Hiếu anh em nhá, chơi bộ Nai. Chơi bộ Nai. Đang có 2 cặp rồi. 3 Nai thì vẫn chưa sợ lắm. Có khi là tôi sẽ không up. Không up cấp. Cái round 11 chúng ta biết trước là đối thủ, round sau chúng ta gặp là ai, sức mạnh nó như nào, để đánh giá tương quan lực lượng. Đấy, ví dụ đối thủ mạnh quá chúng ta không thể nào nó ăn được ấy, thì chúng ta không cần phải up level làm gì cả. Hoặc là đối thủ quá yếu chúng ta không cần up level làm gì cả. Đấy, nhưng mà đánh giá là nếu mà chúng ta có thể ăn được, nhưng mà nếu mà để nguyên đội hình không ăn được thì chúng ta lên up cấp, để lúc đấy chúng ta có thể bổ sung vào những cái con chết, tăng cái CLG cũng như sức mạnh của đội hình lên vừa đủ để chiến thắng đối thủ. Đấy, sử dụng tiền như thế nó gọi là hợp lý anh em ạ. Nhá anh em nhá. Round này là tôi có một con Siren ở đây. Mà nếu mà tôi cho 3 Hunter vào ấy thì cái đội hình này nó sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đấy. Khả năng là tôi sẽ up cấp anh em ạ. Với 3 Hunter bổ sung vào, đội hình nó sẽ tăng cái gia tăng sức mạnh lên nhiều hơn. Vì chúng ta sẽ vừa có đam vật lý, vừa có đam là phép. Đấy. Nói chung là cái round này up cấp là rất hợp lý rồi. Khi mà đối thủ cũng đã lên được cái con Avenzo Glide lên 2 sao, rất nguy hiểm. Sồ vào rất kinh. Cần có những cái lượng đam đánh tay nữa. Hay quá. Hợp lý quá nhở. Quá hợp lý luôn anh em ơi. Trời ơi, hợp lý quá. May mà có một cái khống chế đến từ con Siren khiến cho đối thủ bị đóng đá. Rồi. Vớ vẩn đánh một lúc nữa có chuỗi đấy anh em. Cung đen này, nếu mà cho cung đen vào thì có thêm Aegis Seed nữa, trừ giáp đối thủ. Vừa bắn trưởng vừa đánh tay. Và khi mà chúng ta mua con cung đen, chúng ta bán con Siren đi, chúng ta sẽ có được 10 tiền. Rất hợp lý, tôi nghĩ là tôi sẽ cho vào. Vừa kích hoạt được Aegis Seed lại coi như là vừa có được một cái lượng tiền trong cái round tiếp theo. Chiến thắng round này là chúng ta là coi như là lời 2 tiền đấy anh em. Cộng thêm là được 10 tiền là lời thêm 1 tiền nữa. Hợp lý luôn anh em ơi. Nhìn là đội hình là biết ăn rồi. Hay quá. Thằng này nó chơi Witcher à? Witcher Demon kết hợp với cả linh hồn. Bộ đấy bây giờ cũng đang khá hot đấy. Tôi sẽ làm bộ đấy sau anh em nhá. Có khá nhiều anh em là muốn tôi làm cái bộ đấy. Nhưng mà tôi thì bây giờ tôi đang là test cái con tướng mới này này, con Fallen Witcher. Nó đang có một cái sự thay đổi. Và cái sự thay đổi đấy khiến cho rất nhiều anh em là còn bỡ ngỡ, còn chưa biết. Đấy. Có rất nhiều anh em là vẫn còn đang tranh cãi về cái con Fallen Witcher. Và cũng chưa biết là cái con này nó kết hợp với bộ nào thì bây giờ nó là ok. Nhiều người là kết hợp linh tinh, là bây giờ vẫn là kết hợp Fallen Witcher, sau đó thì kẹp chúa quỷ rồi kẹp Witcher vào đấy. Nhưng mà thực ra là cái bộ đấy mà kẹp Fallen là coi như là bóp luôn. Nha anh em nhá. Kẹp xác định là đóng hòm. Bây giờ chơi cái bộ đấy không bao giờ người ta chơi Fallen nữa. Fallen mà ví dụ như Fallen nó hóa cái con Shadow biến thành cái con khác thì thôi xong. Biến thành cái con Fallen thì thôi coi như là phế luôn. Shadow dồn đồ đúng không? Bộ Witcher là dồn đồ cho Shadow. Mà bây giờ mà lại biến thành con Fallen thì có phải là toang không? Thậm chí là tôi ăn được cái thằng này luôn đấy. Tôi nói thật với anh em, đội hình này của tôi nó không hề yếu nhá. Thằng này 4 đỏ kẹp với cả 3 Warrior rồi. 4 đỏ 3 Warrior, có Skull Hunter, có heo, có cả Doom. Nhưng mà đấy anh em thấy không, đội hình này không hề yếu. Anh em nhìn tôi kết hợp mấy cái con kiểu nó linh tinh thì thôi, nhưng mà đấy thực ra nó là cả một cái coi như là về mặt gọi là kinh nghiệm. Đấy, kinh nghiệm chơi rồi, biết kết hợp những cái con nào với nhau để nó mạnh ấy. Nên là bây giờ ấy, anh em yên tâm là cái đội hình như này nhá, giữ chuỗi luôn đến khoảng round 18-19 vẫn ok. Đấy, tôi phải nói thật với anh em như thế, không yếu đâu, đam rất to đấy. Nói chung là chúng ta có thể giữ được cái đội hình này. Tất nhiên là cũng không hẳn là cái đội hình này nó như này, và tôi bảo anh em là nếu mà anh em form như này thì nó sẽ giữ chuỗi được đến round 20 nhá. Nó tùy trong cái trận đấu đánh giá cái sức mạnh đội hình của đối thủ nữa, so với chúng ta nữa. Đấy, tôi có một cái là tôi đánh giá được cái sức mạnh của đội hình đối thủ ấy, nó rất là ổn. Nên là tôi thường là tôi sẽ không bị mất chuỗi ở những cái giai đoạn kiểu như này, trừ khi đối thủ quá xanh thôi. Thằng này có vẻ hơi to nhỉ. Ăn được không?
Trời ơi, nó bớ vào con ấy. Ui, vẫn bút được cực đam. Rồi, hay quá. Ui, được. Hai đầu với hai bạn ơi. Ừ, hai đầu với hai. Nhưng mà tôi bắn trưởng được. Nó có búa xét đấy, nó có búa xét góc xoay. Anh em thấy không? Vẫn ăn được luôn. Trời ơi, hai lần cắt chuối á. Anh em thấy không? Đánh giá đối thủ đấy. Nó là cả một cái nó như là bề dày kinh nghiệm. Đánh giá đội hình đối thủ là thấy hai thằng có chuối là không ăn được tôi. Đấy không? Tôi vẫn để đấy thôi. Đấy, còn ví dụ nhá, nhưng mà tôi thấy là ví dụ cái thằng vừa nãy nó có khả năng nó ăn tôi chẳng hạn, là tôi xả tiền ngay. Chứ tôi không để đấy đâu. Tôi giữ chuỗi bằng được mà. Nhưng vấn đề là tôi nhìn thấy đối thủ không bằng thì thôi, thì cứ để đấy thôi. Đấy, giữ chuỗi thì đỡ mất tiền đúng không? Vừa là đỡ mất tiền xả tiền. Đấy, vừa đủ để ăn được đối thủ. Tất cả hai cái trận vừa rồi là chỉ là vừa đủ thôi. Hai cái trận đều là vừa đủ để ăn đối thủ. Đấy, nhưng mà mất một cái lượng tiền nó không nhiều. Đấy mà vẫn vừa đủ để ăn đối thủ đi, ngon quá gì đó. Đấy, để chúng ta có thể giữ được cái lượng tiền chúng ta form được cái đội hình chuẩn nhá anh em nhá. Thế đó. Nó sức mạnh đội hình là đủ để giữ chuỗi là được rồi. Không cần phải quá mạnh đâu. Đó, nó nếu mà chúng ta ăn được đối thủ thì cứ để thế. Mạnh vừa vừa thôi. Cũng không cần phải đẩy đối thủ nhiều quá, bởi vì thực ra là cái công việc đấy có thể là để cho người khác đẩy cũng được. Trừ khi chơi mình cái đội hình beat biết các thứ thì đẩy nhiều thôi. Ok. Rồi, lên 8. Tạm thời chưa có con nào cho vào anh em ạ, nhưng mà tôi vẫn lên 8 rồi. Tôi cho cái con cây vào cho nó thêm tí tăng cơ phía trên. Thực ra cây nó cũng phải chịu được phải 3 hit đấm. Trong 3 cái hit đánh đấy là cũng có thêm thời gian để cho mấy cái con phía dưới nó tung trưởng anh em ạ. Rồi cứ từ từ. Tí nữa nó sẽ tôi sẽ vứt cái con cung đen đi thôi. Thằng này chơi gì đấy? 9m à? Chết rồi, cái đội hình của tôi thì tôi chơi một cái đội hình là nó hơi sợ ở bộ 9m anh em nhé. Vẫn ăn được luôn. Hay quá. Nhìn trông có vẻ là không thua đâu. Không thua đâu. Hay quá. Anh em thấy không? Quá được luôn. Cái con Heaven Bomber nó gánh tôi từ nãy giờ. Để rồi. Bây giờ ra một con Wing nữa, tôi sẽ thay con cung đen anh em nhé. Thực ra là tôi mua con rồng không phải là để kích hoạt cái bộ Exorcist. Đấy, mua con rồng cũng không phải là để kích hoạt ba tơ đâu, mà chủ yếu con rồng đấy là nó có một cái lượng máu lớn để nó tăng về trên thôi, cho cái hàng phía dưới nó bắn trưởng thôi anh em. Bộ này là cái bộ bắn trưởng cơ mà. Rồi, tôi xem là còn ai chưa gặp nào. Đây cũng sẽ là một cái bước đánh giá cho là sức mạnh đội hình của tôi liệu rằng có thể là đáp ứng được không trong cái hai cái round cuối cùng. Round 18 với round 19 anh em ạ. Round này gặp thằng Goblin mà chưa đủ bộ, vẫn thiếu một con. Ui, thằng này đi rồi. Thằng này như được bot hay sao anh em ạ? Kiểu như mới update, thiếu người chơi nên nó ghép với cả bot vào. Đây không phải người đâu. Tôi nghĩ là bot đấy. Đây rồi nha anh em nhá. Bây giờ chúng ta sẽ bán cái con này đi. Cho Wing Ranger vào. Ok. Thôi bán con này đi thôi. Để xem nào, bây giờ chúng ta còn thiếu một con nữa. Đấy chính là con gì anh em biết không? Nó chính là con Grim. Để tôi có thể kích hoạt được 9 phe giờ. Mà chưa có Grim anh em ạ. Có lên roll không nhỉ? Không kịp rồi anh em ạ. Tôi nghĩ là round sau tôi sẽ roll. Ui nhưng mà gặp thằng này có vẻ to quá. Fallen này, Fallen Witcher 2 sao này. Nó hóa ra hai con Fallen. Ăn nổi không? Con thỏ bị bắt rồi. Chết rồi.
Không đủ đam, không đủ đam, không đủ đam, không đủ đam, không đủ đam. Chán nhờ, round sau tôi định roll đấy chứ. Round này là kiểu còn đang lưỡng lự, thiếu quyết đoán nên là chưa kịp roll. Đến lúc định roll ấy thì nó lại hết bố giờ. Chán thế, mất chuối cho cái thằng đấy. Thôi, round sau không làm gì ở đâu anh em ạ. Round sau là gặp cái thằng Hoàng Hiếu. Thằng Hoàng Hiếu kia nó mạnh lắm, không chơi được. Hoàng Hiếu kia là nó chơi Nai anh em ạ. Gặp thằng Nai thì không chơi được, không ăn được bộ này. Chưa đến cái lúc mà ăn được ấy. Ăn được thì nó còn phải form dài lắm, đồ này chưa đủ để ăn. Thôi, không làm gì cả anh em nhá, giữ tiền thôi, 50 tiền luôn. Thằng Clay này nói chung là bây giờ đam nó không thấm được đâu. Đấy. Khi nào mà phải form được là 9 phe giờ full 2 sao, có cây full 3 sao, cây 3 sao thì may ra mới ăn được. Còn cái tầm này làm sao ăn được thằng này. Khó lắm. Chúng ta sẽ cướp chuỗi của nó sau. Có hai thằng đang có chuỗi đây này. Đấy. Chúng ta 50 tiền chúng ta luôn kiếm 9 phe giờ. Sau đó thì sẽ cắt lại cái chuỗi, xin lại cái chuỗi này ở những cái round từ 20 đến 25. Hy vọng là gặp bọn nó sớm. Và cũng hy vọng là hai bọn nó không gặp nhau. Đấy, bây giờ chúng ta có 50 tiền roll là được rồi. Thế là cũng ổn rồi anh em ạ. Mà máu tôi cũng thấp chưa kìa. Thế hiểu sao. Tôi bây giờ tôi còn 6 bốt máu. Dã man thật sự. Đánh như thế, có chuỗi như thế mà rồi vẫn cuối cùng vẫn là còn 61 máu anh em ạ. Bởi vì cái giai đoạn đầu game ấy là tôi bỏ trắng bàn đấy. Đấy, đấy là cái lý do sao mà máu tôi còn thấp thế. Mà bây giờ tôi cũng phải form sớm với đội hình 9 phe giờ, không là toang đấy. Mà ở trên nó khỏe, nó form nhanh lắm. Nhất là cái thằng Lai mà để cho nó khỏe, nó slow ball thì là toang. Thằng đấy nó slow ball nó lên 11 đấy. Lên 11 là 6 Glacier. Kẹp với cả 6 Glai. Mạnh lắm. Nên chúng ta cũng sẽ phải chơi cái bộ mà mạnh ở giữa game, chúng ta phải tận dụng. Đấy rồi, Fallen Witcher 2 sao. Lập trứng luôn. Con này nhân vật chính là con này anh em nhá. Nên là đương nhiên là trứng nó sẽ là của con này. Rồi. Bây giờ dồn đồ đã, dồn đồ cho Fallen đây anh em ạ. Cứ dồn hết đồ cho nó thôi. Trừ cái món đồ gậy hack. Gậy hack thì thôi. Để cho Heaven Bomber cầm. Ok anh em nhá. Anh em nhìn đây, anh em cũng đoán ra được là hôm nay tôi chơi cái gì đúng không? Tôi sẽ kết hợp con Fallen Witcher này với 9 phe giờ. Để xem là liệu rằng là nó có thể là thành một bầy Fallen Witcher không anh em nhá. Bầy Fallen Witcher thi nhau bắn giống như ở trong Dota. Nếu anh em chơi Dota anh em sẽ biết Fallen Witcher gọi bóng ra. Ở trong cái game Dota thì nó gọi là con Tero Blade. Nó sẽ gọi bóng ra, nó sẽ phá nhà. Rất là khỏe ở giai đoạn late game. Nó là một con carry ở trong game Dota đấy. Kiểu mỗi con Grim thôi anh em ạ. Grim là một cái con mà nó chính là cái con co ở trong cái bộ này. Thiếu con Grim thì là coi như là không thể nào là có thể là form được cái bộ 9 phe giờ. Còn quan trọng nhất ở trong game luôn. Quân bài quan trọng nhất ở trong cái bộ này. Chúng ta sẽ có một cái con Grim mà chúng ta sẽ ghép được cái bộ 9 phe giờ level 8 anh em nhá. Vứt con rồng đi. Vứt rồng và bỏ Illicon ra ngoài. Ui gặp thằng này rồi. Cắt chuỗi rồi không? Chưa cắt được. Cắt được không? Cắt được không? Khó lắm anh em ạ. Tầm này chưa cắt được đâu. Phải được 9 phe giờ mới cắt được cơ. Xanh đấy. Thôi xong rồi. Thế là chúng ta đã không có cơ hội cắt chuỗi thằng này. Đen thật đấy. Ui rồi ơi, sao bạn không đến muộn một round bạn ơi. Trời ạ. Tôi ra được cái con này ở cái round sau thế này. Cay thế nhở. Ủa, đây rồi, đủ bộ rồi. Đây. Rồi, để xem là Fallen Witcher nào anh em nhá. Con Fallen Witcher này có một cái hay, rất là hay. Đấy chính là ở trong cái meta mới ấy, nó thay đổi cái skill. Khiến cho là khi mà nó biến hình ấy,
là nó biến cái con bên cạnh, nó cũng biến thành một cái con Fallen Witcher nữa. Đấy, và nó được hưởng ở toàn bộ cái đồ của con Fallen Witcher anh em nhá. Cái con bên cạnh ấy rất hay luôn. Đấy, tức là nếu mà cái con Fallen Witcher này nó đứng cạnh một con 3 sao thì nó sẽ biến cái con bên cạnh đấy, nó thành cái con Fallen. Ui anh em ơi, tuyệt vời luôn. Mạnh rồi. Rồi bây giờ chúng ta có form một cái đội hình mạnh đã này. Đấy, con Fallen này nó sẽ gọi bóng biết các kiểu các thứ ra. Hai con Fallen đều là những cái con mà nó có đồ nha anh em nhá. Hai con Fallen gọi ra đều là những con có đồ. Ngoài ra chúng ta sẽ có những cái con bóng của con Fallen của chúng ta là gọi ra từ cái bộ 9 Feather nữa, nên là có rất nhiều bóng. Đấy, 9 Feather gọi ra thì cái con đấy nó gây 100% đam. Rất to. Mà cái bộ này thì nó rất dễ để có thể roll 3 sao, bởi vì chúng ta chỉ có chơi ở level 8 thôi. Chúng ta không cần phải lên 9, lên 10 làm gì cả. Chơi ở level 8 roll 3 sao toàn bộ đội hình. Đấy, khi đó thì Fallen Witcher nó cũng sẽ lên 3 sao và nó sẽ biến ra hai con. Hai con xung quanh thành cái con Fallen Witcher. Mà trong lúc đấy thì tôi có là hai con xung quanh là cũng có thể nó sẽ lên được 3 sao rồi. Đấy, 9m này, 9m này. À thôi chưa đủ. Hay quá, chưa đủ. Thằng này là nó chơi cái gì ấy? Không phải anh em ơi. Đây là 9 Feather. Thằng này nó chơi 9 Feather. Có phải không nhỉ? Cũng không phải luôn. Nó chơi nó kẹp cả Feather cả mết vào luôn. Rồi, roll cây 3 sao anh em nhá. Con này cũng được. Nói chung là tôi sẽ roll cả hai. Xa Linh thôi nhá, không chơi anh em nhá. Xa Linh thì thôi. Xa Linh này chắc là tôi không chơi đâu. Không chơi xa lên. Rồi từ từ đã anh em ạ, round này thôi. Tôi nghĩ là tôi sẽ bán cái con Whisper Seer đi. Hết slot rồi. Từ từ đã. Bán cây luôn. Ok. Hết giờ rồi anh em ạ, không luôn kịp là thôi. Dừng lại đã. Round sau rồi luôn tiếp. Cái lý do tại làm sao mà tôi không chơi con xa linh thì tôi đã coi như là chia sẻ ở cái video trước rồi. Đấy, là chơi cái con Fallen Witcher này mà chơi thêm cái con Sailing mà dồn đồ cho Sailing thì nó chỉ phế thôi anh em ạ. Nó phí lắm. Chả may mà đấy, con Fallen này mà nó biến cái con Sailing thành con Fallen mà cái con Sailing cầm đồ thì là nó là rất là sida anh em nhá. Nó là gọi là đóng hòm luôn đấy. Nên là thôi. Ok, rồi nào. Chúng ta chơi cái bộ mà chơi cái con Fallen này, chúng ta chỉ chơi những cái con rẻ tiền thôi anh em ạ. Đưa mấy con rẻ tiền lên 3 sao thôi. Thỏ này sắp lên 3 rồi. Thiếu hai con nữa. Hai con nữa. Ui đây rồi, hay quá. Rồi, tuyệt vời anh em ơi, vừa đủ. Xếp lại đội hình. Bây giờ thì cái con thỏ nó lại phải đứng cạnh cái con Fallen anh em nhá. Cứ con nào 3 sao thì anh em để đứng cạnh con Fallen. Nó sẽ biến thành một cái con Fallen với cái lượng đồ là y hệt nha anh em nhá. Nó giống hệt đồ luôn. Đấy. Và cái con thỏ là coi như nó biến thành con Fallen ấy là nó cũng sẽ là một con Fallen nhưng mà là Fallen 3 sao. Và nó cũng cầm đồ anh em nhá. Đồ cũng có giáp xoay. Đấy, nó cũng xoay được luôn. Anh em thấy không? Đấy. Đam thì nó rất to nhá. Đam thì nó cũng y như là cái con Fallen kia. Nhưng mà nó ở cái level 3 sao. Đam to hơn con Fallen gốc cơ. Đánh khỏe hơn luôn. Đấy, nó chính là cái hay ở trong cái con Fallen khi mà nó thay đổi. Chúng ta không cần lên 3 sao, chúng ta đã có một con Fallen 3 sao rồi. Chúng ta kết hợp với một con khác rẻ tiền hơn. Đây, ui dồi ôi, tuyệt vời anh em ơi. Đây, thực ra là con thỏ ấy. Bây giờ sẽ kéo xuống dưới để gây đam. Bây giờ chúng ta sẽ biến cái con cây thành con Fallen anh em nhé. Squire sẽ phải mua. Con Squire này để late game đánh với cả bọn Nai anh em ạ. Chơi Squire đấm nhau với bọn Nai. Lên 9 kẹp của Squire 2 sao nha anh em nhá. Hiện tại tôi vẫn sẽ roll ở 8 thôi. Cho khi nào mà tôi full 3 sao tôi mới lên 9 cơ. Trừ con Grim Tuck và cái con Grand Herat ra. Còn lại tôi sẽ đưa lên 3 sao hết nha anh em nhá. Tức là bây giờ là chúng ta còn Fallen Witcher này. Còn Saudivo và còn Windranger. Còn The Sock là tí nữa chúng ta sẽ cho lên. Đấy, The Sock thì có thể là ưu tiên cuối cùng nha anh em nhá. Ăn nổi không? Ăn nổi không? Bây giờ tôi có thể ăn được đấy nhá. Mạnh rồi, mạnh rồi, mạnh rồi, mạnh rồi, mạnh rồi, mạnh rồi. Mạnh rồi anh em ơi, Fallen kia anh em thấy không?
Phô lần nó ra kìa, đông chưa, khỏe chưa, ồ, thấy chưa, phô lần ra liên tục. Nhưng mà cái bóng bay ra nó lại đánh gần anh em ạ. Hơi Sida nhở. Nhưng không sao, cắt chuỗi là được. Hay quá anh em ơi. Quá tuyệt vời anh em ạ. Thôi roll Fallen 3 sao thôi anh em. Quá nhiều tiền để roll. Wing Ranger. Từ từ nha, bình tĩnh, bình tĩnh. 50 tiền roll, không vội. Chúng ta có 50 tiền để roll. Mặc dù là cái thằng kia nó lên được 11 rồi đấy, nhưng mà không có vấn đề gì hết. 8 đánh với 11 cũng vẫn được anh em ơi, không sao. Cứ con Fallen Witcher này lên 3 sao rồi anh em sẽ thấy. Fallen lên 3 sao là nó sẽ biến ra hai con nhá anh em nhá. Hai con xung quanh. Đấy là thành hai con Fallen. Mà chúng ta sẽ là gấp 3 lần lượng đồ. Anh em có hiểu ra cái sức mạnh của cái bộ này không? Tức là chúng ta sẽ có 3 con Fallen như nhau ở trên bàn cờ. Và mỗi con Fallen đấy nó sẽ cầm là những cái món đồ cam. Ví dụ anh em, một con Fallen của anh em có 6 món đồ cam thì anh em x3 lên. Có nghĩa là anh em sẽ có 3 con Fallen cầm 6 món đồ cam. Nó sẽ là 18 món đồ cam anh em nhá. Đấy, căng không? Quá căng. 18 món đồ cam trong 3 con Fallen thì chỉ cần đánh ở 8 là quá là ok rồi anh em ạ. Khỏe lắm anh em ơi. Bộ này nói chung là siêu bá đạo anh em nhá. Anh em cứ thử đi. Tôi cũng không muốn quảng cáo nhiều. Không thì lại người ta lại vào người ta sửa farm với bộ này thì chết tôi. Rồi nhá, đừng có sửa farm nhá anh em nhá. Chơi vui thôi. Anh em sửa farm chết tôi. Mãi tôi mới tìm ra được cái bộ để coi như là âm thầm làm bí kỹ leo rank. Thế mà tôi lên clip này anh em lại cầm, anh em lại sờ farm. Thế có chết tôi không? Vào cứ phải tranh bài với anh em. Sợ lắm anh em ạ. Đấy. Rồi lại nhiều người tranh bài của nhau. Xong rồi là toang. Nên thôi nhá anh em nhá. Anh em chơi một lần cho biết thôi nhá. Chứ anh em đừng có chơi một lần xong anh em nghiện. Anh em chơi mãi đi. Không ổn, không ổn anh em ạ. Liệu rằng có phải là như thế? Dã man thật sự luôn. Thề. Đùa chứ. Nói chung ấy là những cái bộ này tôi cũng nghĩ là tôi nhiều khi là tôi up lên tôi cũng hơi sai. Phải nói là hơi sai đấy. Nhưng mà vì cái tinh thần là thôi thì mình làm vì cộng đồng mà. Ui anh em ơi, cái round này nó sẽ thể hiện rất rõ sức mạnh của đội hình này anh em nhá. Anh em nhìn này. Cặp 9m nhá anh em nhá. Ai thua đời nhà ai, 9 phe giờ đấm 9m như con luôn này. Đấy mà tôi 9 phe giờ level 8 đấm 9m ở level 10 nhá anh em nhá. 9m đã kẹp được vào Skelet Lancer mà vẫn bay màu. Anh em thấy không? Đấy nó chính là cái thể hiện cái sức mạnh của cái lab này đấy anh em. Quá kinh khủng anh em ạ. Đùa thật. Trời ơi, giới thiệu cho anh em bộ này là tôi cảm thấy là bắt đầu là thấy sai sai rồi. Có khi là cái bộ này thôi up cho các anh em hội viên không thôi. Anh em ạ. Chứ còn bây giờ mà up hết cho mọi người xong ngày mai mọi người vào mọi người học theo thì chết. Mất đi cái bộ bí kíp của tôi. Cái này chắc là phải suy nghĩ lại đó. Suy nghĩ lại cho các anh em hội viên xem trước. Các anh em hội viên xem trước một tuần nhỉ. Xong rồi các anh em hội viên chơi chán chê rồi, leo rank queen xong xuôi hết cả rồi thì bắt đầu mới public. Đấy, để cho các anh em bình thường, các anh em viewer bình thường xem. Thế thì có vẻ như là nó sẽ có một cái sự ưu tiên cho các anh em hội viên hơn. Công nhận. Có vẻ hợp lý đấy anh em nhỉ. Tôi nghĩ là thế. Rồi cái này tôi sẽ suy nghĩ sau khi tôi làm clip xong. Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ, nghiêm túc về cái vấn đề này. Rồi anh em nhá, roll tiếp nào. Fallen 3 rồi. Trong lúc này tôi sẽ kiếm thêm một con cây 3 nữa nha anh em nhá. Đây. Ok, Fallen 3 sao đây rồi anh em ơi. Ui rồi ôi. Đây rồi anh em nhá. Đây nó sẽ là như này. Nếu mà anh em lên được con Fallen 3 sao đúng không. Đấy. Thì bây giờ này, kép cái chiến thắng nữa này. Bây giờ đúng không? Là con Fallen 3 sao có nghĩa là nó sẽ biến ra hai con nha anh em nhá. Hai con đứng bên cạnh cái con Fallen Witcher ấy, nó sẽ biến thành con Fallen Witcher và đồ là toàn bộ đồ sẽ giống hệt con Fallen Witcher anh em nhá. Đấy. Nên là chúng ta sẽ kiếm thêm một con 3 sao nữa để chúng ta dùng sử dụng cái combo này. Đây bây giờ thì chúng ta mới chỉ có là ui anh em ơi. Anh em nhìn thấy gì không? Anh em có nhìn thấy gì không? Trời ơi, anh em vừa nhìn thấy... Ui, ui, 4 con Fallen luôn này. 4, anh em nhìn thấy 4 con Fallen không? Đấy, ui, ui,
Ui, Naruto anh em ơi, phân thân chi thuật. Khỏe quá anh em ơi. Anh em vừa nhìn thấy tôi đấm cái thằng Clay 11 con không? 6 Glacier, 6 Clay không? Đấy, anh em thấy là anh em biết là sức mạnh của bộ này nó như nào. Rồi kiếm thêm một con cây nữa anh em nhá. Một con cây 3 sao nữa để chắc chắn là chúng ta sẽ có là hai con 3 sao. Rồi, cây ơi ra đi, một con nữa thôi, áp lên 9 luôn này. U. Từ, vẫn thiếu, một con nữa. À đây rồi, không sao, không có cây chúng ta có con Wing. Vẫn chơi được ở level 8 anh em ơi, không cần cây nữa. Rồi, vẫn chơi được ở level 8 với hai con 2 sao anh em ạ. Đây, bây giờ anh em kéo con Wing xuống đây. Đấy, hai con bên cạnh nha anh em nhá. Đứng hẳn lên luôn, bởi vì chúng ta không cần cái skill của con Wing nữa. Đấy, cái layup này chúng ta chỉ cần skill con thỏ thôi. Con thỏ của chúng ta nó sẽ có cái skill, đó là skill combo với cả Grim. Rất mạnh anh em ạ, khống chế gây đam. Khống chế rất khủng đấy nhá anh em nhá. Chính vì thế là cái con thỏ chúng ta phải giữ lại, chứ chúng ta không cho cái con thỏ nó hóa nha anh em nhá, để thực hiện cái combo đẹp. Ui cái thằng này to này. Thằng này là cái gì đấy? 6 Warlock anh em ạ, 6 Warlock kết hợp với cả Spirit. Ui trầu đấy. 6 Warlock kết hợp với 4 Spirit. Căng. Velomancer lên được 3 sao rồi cơ. Căng đấy, căng đấy. Thế đi, con Velom này nó sẽ rất trâu. Ui nó chém nhanh không kìa. Căng quá nhờ, căng quá nhờ. Ui nhưng mà chém nhanh thì cũng chỉ đứng im thôi bạn ơi. Đấy anh em thấy không? Cái con thỏ kìa nó khống chế. Uấy. Ui thỏ khống chế hay không kìa anh em ơi. Ui con Velom 3 sao cũng chỉ đứng im đấm thôi. Đứng im cho con thỏ nó bắn kìa. Ui rồi ơi anh em nhìn kìa. Đấy cái hàng Fallen của tôi nó cứ thế nó dã thôi. Khỏe chưa? Khỏe không này. Trời ơi cái đội hình vô địch quá anh em ơi. Về lò mang sờ to đấy. Nhưng cũng chỉ được nghiêm cho đấm thôi anh em ạ. Về lò mang sờ full đồ cũng chỉ là cái bị thịt cho tôi đấm thôi. Không có làm cái cỡ nào mà có thể là tỉnh dậy được luôn trước cái mũi tên của con thỏ. Đấy chính là lý do tại sao mà tôi mới bảo anh em là cái con thỏ này thì là chúng ta sẽ phải giữ lại, chứ chúng ta không để cho nó hóa nha anh em nhá. Đấy là roll đấy, ở level 8 là chúng ta đã đủ bộ rồi. Khi mà Wing Ranger lên được 3 sao thì chúng ta chỉ cần chơi 8 con thôi, không cần lên 9 con. Đấy còn nếu mà Wing Ranger không lên được 3 sao thì có thể kiếm thêm một con cây nữa, sau đó chúng ta lên 9 anh em nhá. Đấy, một con cây 3 sao nữa lên 9 là có 3 con Fallen ở hàng trên cùng. Đứng hiên ngang ở phía trên luôn, đấm vào nó luôn. Mà không anh em ạ, thực ra là có 4 con Fallen chứ. Chúng ta thực ra là có 4 con Fallen phía trên cơ. Đấy anh em nhìn thấy không? Ui, lần này nhiều quá anh em ạ. Lần này nó là bao nhiêu con đấy? Đúng 4 con luôn. Ui dồi ôi, 4 con Fallen này. Ơ nhưng mà sao bắn vào chết được kìa. Bị làm sao nhở? Ơ kìa. Ui không ổn rồi anh em ơi, không ổn rồi. Chết rồi, cái con quái vật này to quá. Con thỏ tôi chết rồi, không cản được con này rồi. Anh em ạ. Ui sợ thế. Ơ. Vẫn đấm được anh em ơi. Ui trâu chưa. Trâu chưa, Fallen Witcher của tôi trâu chưa. Ơ, như nào. Ui rồi ôi, chưa chắc đã ăn được. Ui lo ăn được rồi. Ui lại được hồi máu được. Ui hay quá anh em ơi. Hòa với kinh như vậy. Không để cho mất chuỗi luôn. Khỏe chưa, anh em thấy khỏe chưa? Rồi. Rất là căng luôn. Đúng là những cái con quái vật đánh với nhau anh em ạ. Đại chiến của các vị thần luôn. Toàn những cái chiến thần đánh với nhau luôn. Quá khỏe. Bên một bên thì Fallen Witcher là 3 sao cộng với cả coi như là thêm hai người anh em nữa. Và một cái bóng. Và một cái bóng nữa là 4 người anh em. Đấy, 4 người anh em Fallen Witcher có một cái lượng đồ là như nhau. Đấy, gấp 3 lần đồ so với cả một cái con chiến thần Velomancer 3 sao ở team đối thủ. Con đấy nó cũng to đấy, nó cũng khỏe, rất khỏe luôn. Nhưng mà rồi cuối cùng đại chiến nó đã hòa nhau. Kinh thật. Còn cái bọn Lai này thì không tính tiền nha anh em nhá. 6 Glacier, 6 Lai thì không tính tiền luôn. Gặp
Ba con chiến thần này của tôi thì tôi cũng xác định là bay màu thôi anh em ơi. Khỏe lắm anh em ạ. Để xem là liệu rằng có thể ăn được không. Ba full lần 3 sao đứng phía trên full đồ luôn. Đây là ba con nhá anh em nhá, gấp 3 lần lượng đồ đấy. Tí nữa ấy, chắc chắn là tôi nếu mà càng về late game thì tôi càng khỏe thôi anh em ạ. Bởi vì làm sao? Late game là tôi sẽ có 6 món đồ cam dành cho full lần. Và tổng cộng là nếu mà tính ra tôi sẽ có tổng cộng là 18 món đồ cam anh em nhá. Với 18 món đồ cam thì tôi có ngại gì bố con cái thằng nào. 18 món đồ cam thì tí nữa thì chấp cả lò nha, con Velom luôn. Trừ khi là lên được Velom 10 sao anh em nhá. Chứ còn cái tầm Velom 3 sao thì quá là bình thường. Velom 3 sao thì thêm 10 con nữa. 10 con Velom 3 sao nữa nhá. Mà nó chỉ là 10 con Velom 3 sao đấy, nó cũng chỉ có 6 món đồ cam thôi. Đấy còn tôi ở đây là tôi có 3 cái con Fallen Witcher. Đấy, mà thực ra là tôi có 18 món đồ cam. Thế thì nó khác lắm anh em ạ. Velom Master có kiếm thêm thì nó cũng mất bộ 6 block. Nó cũng sẽ là mất cái bộ Spirit. Ừ thế cái cửa gì mà ăn được nếu mà kéo đến late game. Nói chung ý, nếu mà bọn này muốn ăn tôi ý, nó chỉ có kết thúc trận đấu sớm thôi anh em ạ. Càng kéo dài về late game thì cái bộ này nó càng mạnh anh em ơi. Khi mà cái con Fallen Witcher này nó 6 món đồ cam rồi thì nó x3 lên thì bọn này đỡ làm sao được. Đây, chúng ta có thêm một món đồ cam nữa nhưng mà cho con thỏ anh em nhá. Món này thì lại không phải là cho con Fallen. Lại thêm một cái giáp xoay này. Thôi từ từ đã không. Cho con thỏ đi cho nó to máu một chút. Khỏe quá rồi anh em ơi. Thôi cái bọn Clyde tối thượng thì không tính tiền nhá. Line tối thượng sang đây là chắc chắn là bay màu. Mà line tối thượng mà gặp cái bọn Velomancer 3 sao kia thì chắc là cũng thua rồi. Bây giờ là chỉ là còn tôi với cả cái thằng kia thôi, xem là như nào rồi anh em ạ. Đây rồi. Để xem là lần này có ăn được không nhá. Con thỏ là có thêm một cái hack. Thêm một cái hack là có khả năng là chống hồi máu, giảm 70% hồi máu. Mày chết. Lần này thì đỡ hộ cái. Lần này thì đỡ hộ cái bạn ơi. Đứng im mình chết luôn nhá. Đứng đi mình chết luôn nhá. Hay quá, hay quá. Rồi, cứ đứng đấy, thỏ vẫn sống. Thỏ vẫn sống bạn ơi. Rồi, nào, làm như nào, như nào bạn ơi. Ui rồi ôi. Chuẩn bị mà lên thiên đường đi bạn. Lên thiên đàng rồi. Ui rồi ôi, bay màu, hay quá. Xong. Rồi, còn thằng Lai nữa thì thôi, chắc bây giờ AFK thì chắc cũng thắng anh em ạ. Thôi roll nốt được cây 3 nào. Nhanh lên còn kịp. Nhanh. Đâu rồi. Cây. Sắp hết giờ rồi, nhanh lên. Đấy, con này lên cũng được. Roll tiếp. Đây rồi, anh em ơi. Kịp không? Ui, up được con cây lên 3 rồi đây này. Thêm con nữa. Ui tôi chết rồi, không kịp rồi anh em ơi. Hết rồi, phải ghép đồ đã. Ui giời ơi, round này không biết là có đi luôn không nhở. Tôi nghĩ là chắc là nó cũng không thể thọ được đâu. Làm sao mà ăn được với bộ này của tôi. Trời ơi, bọn Light Glacier 6 Glide cũng thế thôi. Ăn kiểu gì được, Fallen Witcher to lắm anh em ơi. Ba con full đồ mà. Đấy, anh em thấy không. Đấm chết hết, đạp to lắm anh em ạ. Ui xôi ơi, anh em thấy cái đội hình này bá đạo không? Ở level 8 đấy nhá. Tôi còn đánh ở level 8, đấm ở level 11 luôn. Mà cái đội hình 6 Glacier, 6 Glide nó đâu có yếu đâu. Đó là cái đội hình tối thượng của bọn Light đấy anh em. Dã man chưa? Anh em thấy cái đội hình nó xuất sắc không? Đấy anh em thử đi nhá anh em nhá. Và tôi cũng xin báo trước là vập vào là khó dứt ra lắm đấy. À mà từ đã, cái này chắc là áp cho hội viên thôi nhỉ. Thôi được rồi, cái này từ từ tính sau vậy. Rồi anh em thấy hay hãy để lại tôi một like anh em nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Với các anh em mà vẫn đang bị kẹt ở kinh 3 mà muốn lên queen nhanh thì anh em hãy xem clip bên trái anh em nhá. 60 trận lên queen với một cái đội hình siêu mạnh, mạnh nhất meta này luôn. Và nếu anh em chưa xem cái trận đấu mà tôi gặp top 1 server thì anh em có thể chọn clip bên phải anh em nhá. Một cái trận đấu vô cùng mãn nhãn và kịch tình. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi thì anh em có thể ủng hộ cho tôi bằng cách donate cho tôi qua hệ thống Super Chat cũng như qua Momo. Hoặc anh em cũng có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi hàng tháng. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.